mua lọc nước cao cấp Makano, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn laiviet.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 10. Bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nóng đáng chú ý sau đây. Trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội dự kiến thu phí trở lại từ ngày 1 tháng 10, mức thu ra sao? Cận cảnh đoàn xe 116 bánh chờ vận chuyển toa tàu metro số 1 từ Cát Lái về thành phố Hồ Chí Minh. Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây trộm cắp tiêu thụ xe gian liên tỉnh. Người nhái lặng tìm người đàn ông mất tích dưới cầu Nguyễn Văn Cừ. Tổng thống Mỹ xuất viện liên tục đưa tay thể hiện sự mạnh mẽ. Sau đây là những tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 6 tháng 10. Sau một tuần được chăm sóc tại Thảo Cầm Viên, Sài Gòn, con gấu mèo cái nặng 5kg này đã được hồi sinh. Nhìn những hình ảnh này chắc ít ai ngờ, trước đó nó đã bị nhốt trong container thịt đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh suốt 35 ngày ở nhiệt độ âm 18 độ C. Để sống sót trong môi trường khắc nghiệt đó, con gấu mèo đã xé nhiều hộp xốp chứa sườn để ăn. Gấu mèo hay còn gọi là gấu trúc Mỹ là loài động vật có vú bản địa Bắc Mỹ. Đây là loài lớn nhất trong họ gấu mèo, thân dài 40-70cm, nặng 3,5-9kg. Gấu mèo được ghi nhận là có trí thông minh, có thể nhớ các cách để thực hiện nhiệm vụ lên đến 3 năm sau đó. Còn đây là những chiếc xe siêu trường siêu trọng dùng để chở các toa tàu tuyến metro số 1 về Depot Long Bình ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh mà phóng viên 30 giây nóng ghi nhận được vào sáng ngày 6 tháng 10 tại công ty cổ phần Gemadet trong khu công nghiệp Sóng Thần 1 tỉnh Bình Dương. Mỗi xe chuyên dụng được ghép nối 12 trục với tổng chiều dài 32 mét. Trong đó chiếc khủng nhất có tới 116 bánh. Điều đặc biệt là mỗi trục của xe đều có hệ thống thủy lực giúp các xe giữ cân bằng ngay cả khi đi vào những đoạn đường nhiều ổ gà cua gấp. Theo kế hoạch, các toa tàu khi về cảng Khánh Hội sẽ được vận chuyển quãng đường dài 26 km đến Depot Long Bình, quận 9 vào ngày 10 tháng 10. Mỗi toa tàu metro dài 21 m, rộng 3 m, cao 4 m, nặng 37 tấn. Chương trình tiếp tục với thông tin đáng quan tâm dành cho các tài xế. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố về thời gian thu, mức thu phí của dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn. Trong tờ trình, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi rà soát các thủ tục, các đơn vị sở ngành thành phố đề xuất thời điểm bắt đầu thu phí dự kiến từ 0 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2020. Việc thu phí trở lại nhằm hoàn vốn cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Về mức thu đề xuất, ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 30.000 đồng một lượt, ô tô 12 đến 30 chỗ và xe tải 2 đến 4 tấn 45.000 đồng một lượt, ô tô từ 31 chỗ trở lên và xe tải 4 đến 10 tấn 60.000 đồng một lượt. Xe mua vé tháng và quý được giảm 10% giá vé. Mặc dù trong nhiều năm qua, ngân sách đã chi hàng trăm tỷ đồng trợ giá cho học sinh đi học bằng xe đưa rước, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa chuộng loại hình vận tải này. Một trong những lý do là nhiều đơn vị vận tải sử dụng xe cũ, chất lượng phục vụ chưa tốt. Nếu như năm 2013, số lượng học sinh đi xe đưa rước đạt đỉnh cao với 160.413 lượt, nhưng đến năm 2020 giảm gần 8 lần xuống còn 21.625 lượt học sinh. Trong cuộc họp mới đây về công tác đưa rước học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã kiến nghị nhiều giải pháp, trong đó có chính sách miễn giảm giá vé xe buýt công cộng cho học sinh, sinh viên nhằm khuyến khích các em đi học bằng xe buýt để giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Tiếp theo chương trình, bản tin 30 giây nóng chuyển đến quý vị những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Trước tiên là thông tin về việc Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây trộm cắp tiêu thụ xe gian liên tỉnh, bắt khẩn cấp 4 nghi phạm. Trong số này có 2 người có đến 5 đến 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Từ thông tin trình báo của các nạn nhân, đội cảnh sát hình sự Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã khoanh vùng, tổ chức trinh sát theo dõi và đã bắt khẩn cấp 4 nghi phạm gồm: Đỗ Thanh Bình, 65 tuổi, ngụ quận 10, có 5 tiền án trộm cắp tài sản; Trần Văn Hồng, 56 tuổi, ngụ quận 3, có 6 tiền án trộm cắp tài sản; Nguyễn Hoài Tâm, 43 tuổi và Nguyễn Minh Hòa, 34 tuổi, là em rể Tâm, cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại cơ quan công an, Hồng khai nhận đã cùng Bình rảo qua các tuyến đường tìm nhà có xe để sơ hở, dùng đoạn phá khóa lấy trộm xe rồi đưa cho Tâm và Hòa mang đi tiêu thụ.
Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ 18 xe máy, trong đó nhiều xe không có biển số hoặc đang được trả ra để đục số máy số khung. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cầu treo sông Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An, làm 5 người chết mà 30 giây nóng đã đưa tin, thì từ công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến tai nạn là do người điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ. Thêm vào đó, do cây cầu treo đã xuống cấp, có tuổi thọ trên 30 năm, nên khi xe đi tốc độ cao đã xảy ra có những rung lắc, làm tăng thêm nguy cơ dẫn đến tai nạn. Một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đang giám định để xác định xem các nạn nhân có chất kích thích nồng độ cồn trong máu hay không. Khoảng 20 giờ tối qua, hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ hướng ra quốc lộ 22 thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, phía sau chở theo nhiều xác chó. Nghi ngờ hai người này trộm chó, nhiều người dân đã hô hoán nhau truy đuổi và vây đánh khiến một người bị thương. Nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Bà Điểm có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, đưa nam thanh niên đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe máy cùng các tang vật liên quan được đưa về trụ sở công an. Vụ việc đang được công an lập hồ sơ, xác minh làm rõ. Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông nhảy cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn quận 1, kênh Tàu Hủ đã tử vong. Trước đó, một số nhân chứng thấy người đàn ông trung niên chưa rõ lai lịch chới với, bị nước cuốn trôi khi nhảy từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống kênh Tàu Hủ, liền nhảy theo ứng cứu, nhưng nạn nhân chìm dần và mất tích. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt, triển khai công tác tìm kiếm. Sau gần 4 giờ lặn tìm, đội người nhái đã vớt được thi thể nạn nhân cách vị trí nhảy cầu gần 1 km. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay đã rời trung tâm y tế Walter Reed, kết thúc hơn 3 ngày điều trị COVID-19 để trở lại Nhà Trắng. Và điều khiến những người ủng hộ ông không khỏi bất ngờ là vị Tổng thống 74 tuổi liên tục đưa tay thể hiện sự mạnh mẽ như chưa hề có bệnh. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố đầy tự tin trên Twitter: "Tôi cảm thấy rất khỏe, đừng sợ COVID-19, đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Tôi đang cảm thấy khỏe còn hơn 20 năm trước." Nhóm y tế điều trị cho ông Trump đã tổ chức họp báo bên ngoài bệnh viện Walter Reed ngay sau phát ngôn của Tổng thống. Các bác sĩ xác nhận ông Trump đã không bị sốt trong hơn 72 giờ và mức oxy của ông ở mức bình thường. Các bác sĩ cũng đồng ý ông Trump đã có thể về nhà. Tuy nhiên, các bác sĩ đã từ chối nói về nguy cơ tiềm ẩn mà căn bệnh này có thể gây ra cho phổi của Tổng thống hoặc tiết lộ thời điểm ông Trump xét nghiệm âm tính lần cuối là khi nào. Tổng thống Mỹ và phu nhân được xác nhận dương tính SARS-CoV-2 ngày 1 tháng 10 và nhập viện một ngày sau đó. Còn đây là những cảnh quay tuyệt đẹp khi chiếc máy bay ném bom Tu-95MS thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp nhiên liệu trên nền trời đêm. Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cũng trong chuyến bay, Tu-95MS đã thực hiện các vụ phóng tên lửa hành trình từ trên không vào các mục tiêu mặt đất và tuần tra trên không trong khu vực được chỉ định. Chuyến bay kéo dài hơn 8 giờ. Waterbug là chiếc máy dọn dẹp dưới nước do công ty Mỹ Weathers Digest chế tạo. Cỗ máy có thể thu gom tảo và các loại rác nổi trên mặt nước bằng việc sử dụng pin mặt trời. Máy thích hợp để làm sạch các kênh ao hồ, mương rạch. Việc này giúp duy trì hệ sinh thái cân bằng và khỏe mạnh. Waterbug nặng 140 kg và chở được khoảng 135 kg rác. Nó có thể hoạt động tầm 2 đến 4 tiếng sau khi đầy pin, tùy theo cách sử dụng và điều kiện môi trường. Máy chỉ cần một người điều khiển từ xa. Cuối bản tin hôm nay, chúng ta cùng điểm qua những gương mặt đầy triển vọng cho giải Nobel Văn chương 2020 của Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Giải sẽ được trao vào thứ Năm tới, 8 tháng 10 giờ địa phương. Những tên tuổi lớn được nhắc đến gồm tiểu thuyết gia người Kenya Thiong'o, nhà văn được nhắc tên nhưng chưa bao giờ được bước lên bục nhận giải. Trong khi đó, nhà thơ người Canada Annie Carson và tiểu thuyết gia người Mỹ Antigua Jamaica Kincaid đang dẫn đầu danh sách dự đoán của một số nhà cái. Giải Nobel Văn chương thường niên được trao cho người sản sinh ra trong lĩnh vực văn chương tác phẩm xuất chúng nhất hướng về những lý tưởng cao đẹp. Tính tới nay đã có 116 người được trao, nhưng chỉ có 15 phụ nữ. Giải thưởng năm nay trị giá 10 triệu kroner Thụy Điển, tương đương 1,12 triệu đô la. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ.
Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn Đại Việt.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất.